quý vị, trong cơ chế thị trường thì lựa chọn mô hình kinh doanh nào phù hợp và hiệu quả nhất, đó là điều mà những người kinh doanh thường hướng đến và quan tâm. Vâng, nhằm cùng với quý vị và các bạn đi tìm hiểu về câu trả lời, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn đôi nét về mô hình nhượng quyền kinh doanh. Đây là một trong những hình thức kinh doanh đang khá phổ biến ở nhiều trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam và đang manh nha phát triển tại Lâm Đồng. Nhượng quyền mô hình kinh doanh có thể hiểu là việc doanh nghiệp nhượng quyền, người sở hữu sản phẩm hoặc hệ thống kinh doanh đã qua chứng thực thành công, cho phép các doanh nghiệp khác kinh doanh dưới tên thương hiệu của mình qua hình thức thu phí. Ngày nay, nhượng quyền là mô hình được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề, từ thực phẩm đến bán lẻ dịch vụ. Cũng theo trào lưu này, hiện nay tại Lâm Đồng nói chung mà đặc biệt là thành phố Đà Lạt nói riêng đã có khá nhiều các mô hình nhượng quyền kinh doanh có hiệu quả. Trong số đó chắc chắn phải kể đến thương hiệu cà phê Milano. Trong những năm gần đây, người tiêu dùng tại thành phố đã dần quen với thương hiệu này bởi tính tiện dụng và chất lượng của sản phẩm. Milano thì nó không có pha tạp chất, với lại nó rất là dẻo. Vô quán mình gọi là khoảng 1 phút là có liền. Lúc trước thì mình cũng hay uống những quán cà phê cốc, những quán cà phê truyền thống. Một thời gian sau thì quán cà phê Milano mở ra thì uống thử vài lần thấy chất lượng cà phê cũng ok, giá cả cũng phải chăng. Chỗ ngồi thì cũng thoáng mát, cũng lịch sự, không cao cấp lắm. Hiện nay để mở quán với mặt bằng từ 30 đến 50 mét vuông, sau khi thỏa thuận và đạt được tiêu chí ở phía nhượng quyền, mỗi quán phải đầu tư khoảng 200 triệu đồng, trong đó từ 100 đến 150 triệu đồng chi phí cố định cho công ty và từ 50 đến 100 triệu đồng để hoàn tất một cửa hàng bao gồm cả trang trí, bảng hiệu, bàn ghế, quầy bán hàng. Trong quá trình vận hành, chủ nhận nhượng quyền vẫn có thể có một số cải tiến về trang trí, bàn ghế. Nhưng có một nguyên tắc đặc biệt quan trọng, đó là việc giữ uy tín của thương hiệu. Bởi vì chỉ cần một cơ sở không làm theo công thức chung thì sẽ ảnh hưởng đến cả một hệ thống lớn. Phương Thảo xin mến chào quý vị khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Milano là một thương hiệu cà phê chỉ mới xuất hiện ở thành phố Đà Lạt khoảng 4 năm trở lại đây. Nhưng nó dường như đã trở thành thói quen của người dân thành phố Đà Lạt. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Nguyễn Duy Ân, là đại diện thương hiệu Milano tại thành phố Đà Lạt, để cùng nghe anh chia sẻ kinh nghiệm khi nhượng quyền một thương hiệu, quý vị nhé. Vâng, xin chào anh Nguyễn Duy Ân. Xin anh có thể chia sẻ cho Phương Thảo và quý vị khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên biết là khi muốn nhượng quyền một thương hiệu thì ban đầu chúng ta sẽ gặp những thuận lợi và khó khăn gì được không anh? Về yếu tố nhượng quyền thương hiệu thì như chúng ta biết thì một thương hiệu trước khi ra mắt thì đã có một cái quá trình hoạt động, có một cái sự thành công nhất định. Thì cái yếu tố rủi ro khi thành lập một cái thương hiệu mới thì chắc chắn là sẽ xảy ra. Vì vậy nên cái thuận lợi về cái nhượng quyền thì đã có một cái hình ảnh nhận diện với khách hàng quen thuộc rồi. Thì đó là yếu tố đầu tiên để nhượng quyền một thương hiệu thành công. Về cái khó khăn thì như riêng thị trường Đà Lạt, cái mô hình uống cà phê thì trước giờ khách hàng quen với cái nước pha phin, muốn thay đổi được cái thói quen đó sang pha sẵn cũng phải có một cái quá trình đó. Sau một thời gian thì đã định hình được, thì tiếp theo là phải có sự quản lý đồng bộ trong các quán trong hệ thống. Thì nhân đây anh có thể chia sẻ kinh nghiệm đối với những bạn mà đang có ý định nhượng quyền một thương hiệu được không ạ? Để nhượng quyền một thương hiệu thì trên thị trường hiện tại thì có rất nhiều thương hiệu, để chọn ra được một cái thương hiệu mà có thể phát triển lâu dài thì trước tiên chúng ta phải như là một khách hàng để trải nghiệm cái thương hiệu đó trước, rồi mới quyết định để chọn lựa một thương hiệu đơn vị cái lợi nhuận trước mắt mà phải đánh vào những thương hiệu mà phát triển tính bền vững lâu dài, thì cái đó là yếu tố then chốt để thành công. Khi đã đầu tư vào mô hình này, chắc chắn chủ kinh doanh phải luôn nhớ một điều, đó là không để con sâu làm rầu nồi canh, một nguyên tắc tối quan trọng để có thể đảm bảo kinh doanh hiệu quả. Và còn những yếu tố quan trọng tiếp theo khiến khách hài lòng là dịch vụ tốt và thân thiện. Để làm được điều này, cần đào tạo cho nhân viên phục vụ cách ứng xử linh hoạt nhẹ nhàng, cơ sở vật chất luôn sạch sẽ. Lúc ấy, giá trị mà người chủ cửa hàng nhận được sẽ gấp đôi những gì mà họ cung cấp.